Giữa lúc Hoài Lâm công khai tình trẻ, Cindy Lư và Đạt G có động thái lạ gây xôn xao. Đúng nửa đêm, Cindy Lư và Đạt G lần lượt đăng bài viết ẩn ý chuyện đường ai nấy đi. Vào đầu tháng 9, Đạt G và Cindy Lư rộ nghi vấn chia tay sau khi cả hai hủy theo dõi nhau trên mạng xã hội, liên tục đăng story ẩn ý chuyện rạn nứt. Kể từ đó đến nay, cặp đôi không hề có bất kỳ động thái nào liên quan đến đối phương, khiến dân tình càng thêm bán tín bán nghi về tin đồn đường ai nấy đi. Đến rạng sáng ngày 14 tháng 11, trên trang cá nhân Đạt G và Cindy Lư lần lượt đăng tải nội dung đầy ẩn ý cụ thể, vợ cũ Hoài Lâm chia sẻ một đoạn triết lý, trong đó có nhắc đến sự lựa chọn của hạnh phúc. Thái độ là do bạn chọn, hạnh phúc là do bạn chọn, lạc quan là do bạn chọn, cho đi là do bạn chọn, tôn trọng là do bạn chọn, mọi sự lựa chọn sẽ hình thành nên con người của bạn. Hãy lựa chọn khôn ngoan. Sau một giờ, đàng trai gây hoang mang với dòng trạng thái nói về sự buông bỏ. Anh viết buông bỏ cũng được gọi là một loại hạnh phúc. Việc ẩn ý đăng những dòng trạng thái tâm trạng giữa lúc Hoài Lâm công khai mặn nồng bên bạn gái 16 tuổi khiến khán giả không khỏi xôn xao. Đăng ảnh tình tứ đánh dấu chủ quyền, Hoài Lâm khoe khéo body gợi cảm của bạn gái 15 tuổi. Hoài Lâm chắc hẳn không còn là gương mặt xa lạ đối với khán giả Việt. Nổi lên từ cuộc thi gương mặt thân quen và là con trai nuôi được Hoài Linh hết mực o bế, những tưởng nam ca sĩ sinh năm 1995 sẽ bước đi trên con đường sự nghiệp trải đầy hoa hồng. Tuy nhiên, nhiều năm qua, Hoài Lâm lại liên tục gây chú ý vì chuyện tình cảm cá nhân. Đỉnh điểm là việc người vợ chung sống 9 năm, có chung hai con gái Cindy Lư tuyên bố ly hôn và nuôi cả hai con. Không cần đến sự trợ cấp của Hoài Lâm, dù dư luận xôn xao nhiều tin đồn tiêu cực về nam ca sĩ nhưng hôn nhân của con nuôi Hoài Linh vẫn kết thúc trong êm đẹp. Sau hơn một năm chia tay vợ cũ, hôm 4 tháng 11, Hoài Lâm khiến dân tình bất ngờ khi công khai bạn gái mới, thậm chí còn để chế độ kết hôn trên Facebook cá nhân Yun Tulo. Đáng chú ý, bạn gái nam ca sĩ có tên NK năm nay mới chỉ 15 tuổi. Dù vậy, dân tình vẫn rất mực ủng hộ mối tình mới của giọng ca hoa nở không màu, chúc mừng anh sau khoảng thời gian khó khăn đã tìm được hạnh phúc riêng. Sáng 6 tháng 11, Hoài Lâm tiếp tục phát cẩu lương khi đăng tải hình ảnh chụp cùng bạn gái mới lên story Facebook. Trong ảnh, nam ca sĩ hôn tay bạn gái cực tình tư NK cũng mỉm cười hạnh phúc khi được bạn trai nâng niu thể hiện tình cảm. Đáng chú ý, nhờ góc chụp nghiêng mà Hoài Lâm khoe khéo ngoại hình cực phẩm của nửa kia. Bạn gái Hoài Lâm mới 15 tuổi đã trổ mã khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và thân hình quyến rũ. Cô nàng diện áo crop top cổ vuông, khoe trọn lợi thế ngoại hình. Mái tóc đen dài bồng bềnh cùng nụ cười rạng rỡ giúp cho NK trông vô cùng nữ tính và tràn đầy sức sống. Trước khi được giọng ca hoa nở không màu công khai, NK từng xuất hiện trong MV Người Mới phát hành ngày 22 tháng 10. Trong MV cả hai hóa thân thành cặp đôi thôn quê yêu nhau sâu sắc nhưng vì hoàn cảnh mà chia lìa. Không ai ngờ được hóa ra Hoài Lâm và NK lại phim giả tình thật thực sự yêu nhau ngoài đời thật. Sau biến cố hôn nhân, Hoài Lâm nhận nhiều lời chê bai vì thân hình phát tướng, xuống sắc. Tuy nhiên, hình ảnh của nam ca sĩ trong MV Người Mới cho thấy anh đang dần lấy lại phong độ, vẻ ngoài ưa nhìn, thon gọn hơn. Hy vọng với thay đổi mới và tình yêu mới, Hoài Lâm sẽ có nhiều cảm hứng và cho ra mắt nhiều những ca khúc chất lượng hơn.